allá. Hãy tin vào người làm. Thôi thì còn hộp máy mình Nhất nhé. Nhà con có gì sức mụn không con? Con dùng cái loại sừng bút thí gì ấy. Hả? Con gọi là dùng một cái loại có, nhưng mà nó chỉ là đỡ mụn thôi ấy, chứ ý là nó dùng lại nhẹ thôi. Nhẹ hả? Dùng nó lâu chưa? Tầm 4 tháng và tại con có ba học nhiều quá, con đã quan tâm tới da xong rồi bắt đầu ấy. Bỏ đi lần là bỏ đi luôn, bỏ đến 20 lần là nó lờn rồi. Chứ có cái tin nhắn mà từ lộn bỏ đi lấy dưỡng chán. Vậy là mang cái gì? Để thôi chị lấy máu thăm nha.
Này con vệ sinh nhà kỹ, bôi thuốc rồi bữa là hết rồi, một con không đáng kể, hết mụn này con qua chuyển qua dưỡng ẩm, mấy da con nó hơi khô á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.